Thưa quý vị, cái chết nhân đạo hay quyền của một người yêu cầu bác sĩ cho mình được chết vẫn đang là vấn đề gây tranh cãi gay gắt. Hà Lan là nước đầu tiên trên thế giới hợp pháp hóa quyền được chết nhân đạo vào năm 2002. Tuy nhiên, chính phủ Hà Lan cũng đưa ra các điều kiện vô cùng nghiêm ngặt để một bệnh nhân được quyền yêu cầu biện pháp này. Và tính đến nay thì vẫn có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh quyền được chết của người dân Hà Lan. 7 năm trước, ông Pieter đã từng muốn được đón nhận cái chết nhân đạo để có thể thoát khỏi những đau đớn và cô đơn tuổi già. Bởi những người thân của ông hiện đã không còn nữa, nhưng sức khỏe của ông thì cần phải có người chăm sóc. Lúc đó tôi nghĩ mình chẳng còn muốn tồn tại trên cõi đời này nữa. Thế nhưng, các bác sĩ đã từ chối yêu cầu muốn được ra đi của tôi. Tại Hà Lan, nếu muốn được đón nhận cái chết nhân đạo, bệnh nhân phải đang chịu đựng đau đớn cùng cực, đang mắc căn bệnh không còn cách chữa trị, và yêu cầu được chết phải được bệnh nhân đưa ra trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo và nhận thức được quyết định của mình. Độ tuổi được chọn cái chết êm ái là trên 12 tuổi. Tại Hà Lan, mỗi năm có khoảng 3.100 trường hợp được tiêm thuốc độc tự tử, theo nguyện vọng của bản thân. Tất cả đều được thực hiện dưới sự giám sát y tế kỹ lưỡng. Biện pháp tiêm thuốc an thần giảm đau cho những bệnh nhân không thể nào chữa trị được nữa cũng phổ biến tại Hà Lan. Tuy nhiên, một số nhà hoạt động nhân quyền lại cho rằng cái chết êm ái là vô đạo đức. Họ cho rằng sự sống của con người, dù mong manh nhưng phải được tôn trọng cho đến hơi thở cuối cùng.